Xin chào các bạn, đĩa nhạc tại video số 24 mà chúng tôi giới thiệu các cái đĩa nhạc gốc, đĩa nhạc high-end mà được nhiều người bạn yêu mến, dòng nhạc Jazz Blues. Cái tên chủ đề đĩa nhạc là Hope là một trong những cái đĩa mà chúng tôi bán chạy nhất và được nhiều người bạn mua để test và thử cái đĩa dàn âm thanh với những âm thanh rất là nổi, trung âm thì rất là đẹp và cái dòng nhạc ra những cái tiếng âm thanh của xanh ban rất là tơi rõ. Thì thưa các bạn, đây là một trong những cái đĩa nhạc mà cũng đang có bán tại Khang Audio, chúng tôi bán với giá là 550.000. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cách là gọi điện theo số điện thoại chúng tôi để trên video, hoặc là comment xuống dưới bài viết, hoặc là truy cập trực tiếp trang web Khang Audio. Kêu gọi các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn like để nhận được nhiều các cái video giới thiệu các cái đĩa nhạc high-end đang có bán tại Khang Audio. Thưa các bạn, đây là một trong những cái đĩa gốc chất lượng cao, và để có thêm thông tin cho các bạn, chúng tôi mời các bạn nghe thử những cái trích đoạn trong đĩa nhạc này trên cái hệ thống âm thanh T360. Đây là một trong những cái bộ âm thanh mà chúng tôi sẽ trình diễn tại cuộc AV Show vào từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại khách sạn Đài U. Xin mời các bạn đến để nghe và trải nghiệm cái hệ thống âm thanh của chúng tôi setup các bạn nhé. Mời các bạn nghe thử. Thưa các bạn, trên đây là video mà Khang Audio xin giới thiệu cái đĩa nhạc Hope dòng nhạc Jazz Blues. Đây là một trong những cái đĩa nhạc rất là hay, và bản đĩa gốc, đĩa bản quyền giá 550.000. Khang Audio xin cảm ơn quan tâm theo dõi của các bạn, và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn like để có nhiều các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.